chết cho bà. Trong nhà không ai biết bà đi đâu. Lý do tại sao bà Oshin lại bỏ nhà đi vẫn là một câu hỏi lớn. Nhưng không ngờ Kê lại có thể tìm được bà. Trong chuyến đi tại vùng núi hẻo lánh này, bà Oshin không còn đơn độc nữa, vì bà đã có bạn đồng hành, đó chính là Kê. Cháu lạnh lắm phải không? Ngâm nước nóng một chút cho ấm. Nước nóng ở đây ngâm đã lắm đó. Đây, bộ đồ cháu mặc trong nhà. Còn khăn thì cháu xài tạm cái này chắc được rồi. Được rồi bà. Cháu chỉ sợ bà lại bỏ đi trong lúc cháu đang tắm thôi. Lúc đó làm sao cháu biết bà ở đâu mà tìm hả? Đi suốt đêm chắc là đói lắm. Để bà kêu thức ăn cho cháu. Bà ngồi xuống đi. Giờ bà cứ tất bật như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Bà cố tình tới nơi hẻo lánh này để khỏi ai tìm. Vậy mà cháu cũng tìm ra là sao? Bây giờ bà có làm gì cháu cũng đoán ra được hết đó. À, bà nhớ ra rồi. Bà kể cho cháu nghe về nơi này rồi đúng không? Nó nói vậy bà của cháu vẫn còn minh mẫn lắm. Chuyện con búp bê gỗ chứ gì. Bà không bao giờ kể chuyện ngày xưa cho ai nghe đâu. Nhưng về con búp bê thì bà kể. Mà trong nhà không một ai thắc mắc về con búp bê cũ đó ngoài trừ cháu. Cháu thắc mắc nhưng nghĩ hoài không ra. Lý do gì mà bà lại quý một con búp bê cũ đến vậy? Đúng là đứa cháu khờ khạo. Bà kể là vào một ngày nọ tại suối nước nóng Ginzan, lần đầu tiên bà cùng với mẹ của bà được biết cảm giác ngủ ở nhà trọ như thế nào. Rồi bà được mua cho con búp bê. Bà còn nói không muốn đi chỗ nào hết. Bà chỉ muốn một lần trước khi chết được đến suối nước nóng Ginzan. Cháu nhớ rõ là bà đã nói với cháu như vậy. Lúc đó cháu không thể nào quên được. Bà như đang nhớ về một điều gì đó rất quan trọng. Và từ đó cháu cứ nhớ hoài địa danh suối nước nóng Ginzan. Với lại cháu nghĩ làm một chuyến đi tới đây cũng đâu có gì hại. Nhưng ai đâu ngờ tới đây lại được gặp bà. Trực giác của cháu không tệ đúng không hả? Nhưng mà hồi nãy cháu vẫn còn ngờ ngợ khi thấy bà ở trên cầu, không tin vào mắt mình luôn. Cháu đúng là một đứa khờ, cháu theo bà đến đây để làm gì chứ? Bà nói như vậy sao được? Một người 83 tuổi bỏ nhà đi không lời từ biệt. Làm vậy ai mà không lo chứ? Không có mợ thì chợ vẫn đông thôi cháu à. Bà biết bà đột nhiên bỏ nhà đi như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì đến công ty. Không có ai nói nhiều thì tụi nó còn mừng nữa. Cháu không có nói xạo đâu, mọi người đang lo lắm đó. Tụi nó chỉ lo cho bản thân thôi. Tụi nó sợ khai trương mà không có bà, không biết ăn nói làm sao. Hình như con người ta càng cao tuổi càng dễ hờn dỗi hơn thì phải. Người cao tuổi là những người biết rõ mình là người như thế nào. Cháu có cho ai biết là cháu đến đây không đó? Dạ không, vì cháu cũng không chắc. Mắc công lại trở thành trò cười cho thiên hạ nữa. Để cháu điện thoại cho mọi người yên tâm nha bà. Cái thằng này đừng có tài lanh làm chuyện dư thừa. Nhưng mà đi suốt đêm chắc là cháu đã đói lắm rồi. Ăn một chút gì để lót dạ rồi hẳn tính. Cháu đã ăn 2 hộp cơm rồi. Có gì phật lòng bà cứ nói ra, chứ cứ im lặng như vậy không được đâu. Cái thằng này tại vì bà chưa rảnh để gọi, chứ đâu phải bà im lặng. Điện thoại nè. Lúc khác bà gọi. Bà gọi liền đi. Bà chịu thua cháu rồi đó, muốn gọi thì gọi đi. Nhớ báo là sắp tới bà chưa về nhà đâu. Tụi nó không phải lo, vậy nha. Bà nói sắp tới chưa về nhà nghĩa là sao? Vì còn rất nhiều nơi mà bà muốn đi lắm. Nhiều nơi là những chỗ nào? Mà bà tới đó để làm gì? Cháu nhiều chuyện quá rồi đó. Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi. Mà chuyến đi này không mục đích gì hết. Không nhiều chuyện sao được? Bà làm gì cũng có mục đích hết. Sao bà không cho mọi người biết? Nói cho mọi người biết thì cũng để làm gì? Giả lại bà cũng chưa từng kể cho ai nghe hết. Tôi xin lỗi đã làm phiền quý khách. Chà, anh chàng này là cháu trai của bà hả? Ôi trời, đúng là một anh chàng khôi ngô. Nếu như có cháu trai bên cạnh, tôi nghĩ bà sẽ yên tâm hơn đúng không? Vậy cậu ấy sẽ ở đây với bà đúng chứ? Hôm nay thì ở lại đây, ngày mai sẽ về. Ồ, sớm vậy, ngày mai đã về rồi sao? Cô đã gọi taxi giùm tôi chưa? Dạ rồi, xe đang chờ bà ở ngoài. Cảm ơn, tôi sẽ ra ngoài liền. À, cháu tôi nó sẽ ở lại đây, phiền cô để mắt đến nó giùm. Dạ, xin bà cứ yên tâm. Giờ bà tính ra ngoài hả? Bây giờ cháu phải ở lại đây, điện thoại về nhà giúp bà. Cháu không ở lại đây đâu, cháu sẽ đi với bà. Bà hứa là sẽ không bỏ đi nữa đâu, yên tâm. Cháu ngồi xe suốt đêm qua rồi còn gì nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Khoan đã, bà ngồi xuống đi. Cầm điện thoại, gọi về nhà liền nhé. Biết vậy bà không kể cho cháu nghe về chuyện hồi đó đâu, mai mốt cháu đừng kêu bà kể nữa. Hối hận cũng đã trễ rồi bà ơi. À, ai đầu dây vậy? Là tôi đây, Kay nè. Anh làm ơn chuyển máy cho ba tôi giùm nha. Sao con gọi cho ba con để làm gì? Cháu ngại liên lạc với nhà bên kia lắm bà ơi. Cứ để cho ba cháu gọi cho mọi người cũng được. À, ba hả? Là con đây, con bà đang... Bà cảnh cáo cháu đó, không được nói bà đang ở đâu. Con đã tìm gặp được bà rồi ba ơi. À, dạ. Dạ.
ba muốn nói chuyện với bà nè. Không cần thiết phải nói năng dài dòng, một mình cháu nói chuyện với ba là đủ rồi. Con đưa máy nhưng bà nhất định không chịu nghe. À, ba vẫn bình thường hả? Dạ. Địa điểm sao? Bà không cho nói. Dạ. Ba hỏi tại sao bà lại bỏ nhà đi kìa. Ngồi im lặng à, bí mật quân sự. Giờ con vẫn chưa biết lý do nữa. Taxi đợi nãy giờ rồi đó. Dạ, đó là nhờ trực giác của con. Khi rảnh con sẽ kể cho ba nghe. Giờ ba giúp con, báo với mọi người cứ yên tâm, bà vẫn bình an vô sự. Dạ, con sẽ cố gắng đưa bà về nhà an toàn. Ba phải tin tưởng con trai của ba chứ. Con sẽ bám theo sát bà như hình với bóng vậy. Dạ, con sẽ tìm hiểu coi bà khó chịu với ai mà bỏ nhà đi. Dạ, dạ. Bà không rảnh để nghe cháu nói chuyện điện thoại đâu. Có gì con gọi lại cho ba sau nha. Bỏ rơi cháu hay sao? Tội nghiệp cháu lắm đó. Bác tài cho xe chạy đi. Vất vả cho mấy cháu quá. Chào hai cháu. Bộ có tin của mẹ rồi hả? Hồi sáng này chị có việc phải ra ngoài. Chị có vẻ bận bịu quá ha. Hôm nay có một buổi triển lãm hàng len dạ. Tại vì khách quen của chị có một gian hàng ở trong đó, cho nên muốn gì thì muốn cũng phải ghé qua đó một chút. Nè, có thật là thằng Cây đã gặp mẹ rồi không? Ở đâu vậy? Mẹ không cho nó nói đâu. Chú nói vậy nghĩa là sao chứ? Chị biết nhiều làm cái gì chứ. Chỉ cần biết mẹ khỏe là được rồi. Cũng phải. Có thằng Cây ở bên cạnh mẹ cũng đỡ lo. Nhưng mà làm sao thằng Cây biết mẹ ở đó được chứ? Chú đừng có nói là chú biết mẹ ở đâu nha. Chú sai thằng Cây đi gặp mẹ đúng không? Em có biết cái gì đâu. Thằng Cây nó nói là nó cần tiền, mà nó xài tiền rất kỹ nên em không hỏi. Công nhận thằng Cây giỏi thiệt. Mặc dù nó không phải là cháu ruột của mẹ, nhưng nó lại hiểu mẹ nhất. Hèn gì trong nhà mẹ thương thằng Cây nhất, thương hơn cả cháu ruột nữa kìa. Chẳng trách gì nó biết được mẹ đang ở đâu. Mẹ đã tốn biết bao nhiêu công sức để bỏ nhà đi, nhưng cuối cùng lại bị thằng cháu tìm ra. Coi như mẹ thất bại cho con gì. Tình hình này chắc mẹ về sớm thôi. Nhưng mà tới lúc mẹ về thì mọi chuyện đã rối tung lên hết rồi. Em nghĩ mẹ đoán được chuyện này. Chuyện mẹ gây ra thì mẹ phải chịu đã đành. Nhưng chị với chú có liên quan gì đâu mà cũng bị ảnh hưởng là sao? Thằng Kay sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm đó. Nhà bên kia chẳng ai thèm quan tâm coi mấy đứa nhỏ học hành ra làm sao, nhưng lại ganh tị thằng Kay học trường hàng đầu ở Tokyo. Không biết đường nào để nói luôn. Thôi mà chị, Hitoshi và T với mình cũng là người một nhà, từng ngồi ăn chung với nhau trong một mâm cơm, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm khó khăn. Chị không quên những điều đó có đúng không? Làm sao chị quên được ngày đó? Chúng ta như anh chị em ruột vậy. Rốt cuộc chuyện mẹ bỏ đi là do thằng Kê là người điện thoại báo về là sao? Đã vậy lại còn gọi cho anh Nozomi biết trước nữa. Mẹ mình hành xử đã khó hiểu, giờ thằng Kê lại càng khó hiểu hơn. Lẽ ra nó phải gọi báo cho anh mới đúng chứ. Còn nữa, sao nó lại lẳng lặng đi một mình chứ? Nếu nó đoán được mẹ ở đâu, đáng lẽ nó phải báo ngay cho nhà mình biết mới đúng. Biết đâu mẹ mình kêu nó tới thì sao? Mẹ mình thương thằng Kê nhất nhà mà. Em biết là như vậy mà, nhưng ít ra nó phải cho mình biết là đang ở đâu chứ. Không biết đang bày trò gì nữa đây. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Không nói ra chỗ đang ở cũng có sao đâu. Dù gì bây giờ mẹ mình cũng lớn tuổi, cứ để cho mẹ thoải mái đi. Chỉ cần biết mẹ vẫn khỏe là an tâm rồi. Thằng Kê ở bên cạnh, có gì bất ổn thì nó sẽ báo liền. Anh nói kiểu đó mà nghe được hả? Anh với mẹ không quan tâm thì cũng không sao, nhưng em còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa đây? Ai cũng nói là do em làm mẹ bỏ đi hết. Không phải chị thì còn ai vô đây nữa chứ. Tôi biết không riêng gì cô nghĩ vậy đâu. Ông chồng của tôi cũng nghĩ y như cô vậy. Thôi được, mọi tội lỗi đều do Michiko này gây ra. Nhưng nếu như mẹ ghét tôi đến mức như vậy thì tôi nghĩ mẹ không cần thiết phải về lại cái nhà này nữa để làm gì. Mẹ cứ việc dọn đến nhà Tê, còn không thì nhà anh Nozomi, nhà chị Hashiko ở cho sướng. Đâu có luật lệ nào bắt buộc mẹ phải về sống với gia đình con trai trưởng đâu chứ. Coi như tôi cũng đỡ được một gánh nặng sau này. Hầu hạ mẹ chồng suốt 30 năm, đến bây giờ tôi được cái gì? Sao cuộc đời tôi lại đáng thương đến như vậy không biết. Tôi thấy quá đủ rồi đó. Mọi người tập hợp ở đây để than khóc hay sao? Thưa chủ tịch, theo em thấy mẹ mình hành xử như vậy hơi bất công tội chị. Đúng là chuyện này cũng phức tạp thật. Chắc mẹ cũng hiểu đây là thời điểm khó khăn của công ty. Sau khi ăn xong bà tính đi đâu vậy? Tới đó làm gì? Có người quen không bà?
sao bà không nói gì hết vậy? Bà có biết là bà đã làm cho mọi người lo lắng và khổ sở đến mức nào không vậy? Người ta đang đồn là mẹ chồng và đàn dâu đang cãi nhau đó. Bây giờ người tội nghiệp nhất là bác Michiko. Đúng là gọi lê đôi mắt, ai lại đồn những chuyện ngốc nghếch đó. Người ngoài mà nhìn vô họ cũng nghĩ như vậy thôi. Cô Tê còn nghĩ như vậy, huống chi là người ngoài. Đúng là hết nói. Không lẽ họ lại nghĩ người đàn bà hẹp hòi đến như vậy hay sao? Michiko là vợ Hitoshi đúng không? Chỉ cần hai vợ chồng nó sống hòa thuận là tốt. Bà cào nhào này nọ thì có được lợi ích gì? Vậy bà phải làm gì đi chứ? Cháu thấy tình hình mọi người sắp lớn chuyện rồi, gây rắc rối cũng không hay đâu bà. Mì ngon quá. Cháu nghe nói bà không chịu mở siêu thị mới nên bỏ đi. Giờ lại còn đồn tới chuyện đó nữa hay sao? Dạ không có. Phản đối bằng cách bỏ đi thì giải quyết được cái gì chứ? Bà cũng đâu có trách người ta được. Tại bà bỏ đi ngay đúng vào ngày khai trương nên người ta mới nghĩ vậy chứ. Bữa ăn ngon lắm, tôi để tiền trên bàn luôn nha bà chủ. Dạ, cảm ơn. Không ngờ bây giờ tuyết vẫn còn dày như vậy. Chắc có lẽ chúng ta sẽ không tới được ngôi làng đó đâu thưa bà. Vậy chúng tôi đi bộ tới đó cũng được rồi. Bà ăn mặc đẹp như vậy đi bộ tới đó không ổn đâu. Hơn nữa là ngôi làng đó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, đâu còn ai ở đó nữa. Vậy sao? Không còn ai ở đó nữa hả? Hẻo lánh như vậy ai mà sống được chứ. Nếu vậy thì coi như hết cách. Ngày mai chúng ta quay lại đây thử coi sao. Bây giờ bà cháu ta về chuẩn bị đồ nghỉ, cùng lắm mình sẽ đi bộ đến đó. Ông yên tâm đi, đường đến ngôi làng đó tôi rất rành. Nhưng liệu chân của bà có đi nổi không vậy? Tôi thấy quá sức của bà đó. Từ nhỏ tới lớn tôi đã quen đi tuyết. Nhưng mà tôi thấy không ngờ bây giờ cây cầu này lại đẹp và khang trang đến như vậy. Trước đây nó chỉ là một cây cầu treo nhỏ thôi. Mỗi khi gió lớn nó đung đưa rất mạnh, nhìn rất đáng sợ. Sao bà lại muốn tới ngôi làng đó vậy? Hồi bà còn nhỏ, vào mùa này tuyết cũng rơi rất dày. Con nít hồi thời của bà không được đi trên tuyết đâu. Từng tuổi này bà cũng khó mà đi trên tuyết. Bà nhất định phải tới đó sao? Vậy cháu xung phong đưa bà đến đó. Cứ để cháu cõng bà là được. Cháu có làm được không đó? Ốm yếu như cháu làm sao mà cõng bà? Sao bà lại coi thường cháu quá vậy? Hồi cháu còn học cấp 2, khoác ba lô nặng mấy chục ký để leo núi là chuyện bình thường thôi mà. Giờ cháu đã khỏe hơn, cõng bà cũng không có gì khó đâu. Không có cháu bà cũng đi đúng không? Bà quyết định rồi chứ gì? Cháu sẽ cố gắng hết mình để đưa bà đến đó. Đến bây giờ, tại sao ngôi làng phủ đầy tuyết trắng đó lại quan trọng với bà của mình đến như vậy? Kay vẫn không tài nào hiểu được. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hoài niệm của bà Oshin thì dường như Kay cũng cảm thấy mình đang nhớ về một điều gì đó.